Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Làm Bài nha. Thì hôm nay ấy, là cái chủ đề chẳng liên quan đến ngoại ngữ, là chủ đề trải nghiệm cá nhân khi chạy ship ship hàng thôi. Và những cái ví dụ như là chạy Grab này, hoặc là chạy Amove này. Đây là những cái một trong và cái hãng công nghệ rất là thịnh hành, nổi tiếng hiện nay ở Việt Nam. Đấy. Thì là trước khi cái thời gian mà tôi đã chạy chuyển hàng công nghệ này thì tôi cũng đã chạy ship hàng từ cái thời mà nó chưa có những hãng này cơ, chưa có Grab cơ. Grab là một trong những cái hãng công nghệ xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam. Nhưng mà trước thời Grab tôi đã chạy ship hàng rồi. Cái ship hàng ngày xưa thì mình có một cái gì đó nó an toàn hơn là như thế nào? Là có nghĩa là đến chỗ shop lấy hàng đi ship thôi. Ship còn nếu mà không ship được thì quay lại trả shop đúng không? Đấy, nhưng mà cầm tiền ship hàng về mỗi ngày. Nhưng mà ví dụ những cái hàng công nghệ khác có những ví dụ trả người như Grab trả người không đề cập, nhưng ví dụ mà trả hàng hoặc là Ahamove trả hàng như thế này này thì là trước khi ship một đơn hàng thì thường thường là chúng ta lại phải đến địa chỉ đó ứng cái số tiền tùy đơn nhá, có đơn thì không phải ứng nhưng mà rất nhiều đơn là ứng cái số tiền đó, sau đó là chuyển cái đơn hàng đó đến cho người nhận, sau đó là nhận cả tiền ứng và tiền ship. Nhưng mà có những cái thì là tiền ship thì người gửi người ta trả, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là người nhận người ta trả cả tiền ứng cả tiền ship đấy. Thì là vấn đề là chủ đề hôm nay về về cái vấn đề bom hàng, cái vấn đề là bùng hàng, có nghĩa là ví dụ mà có nhiều anh em gặp phải lắm rồi, thực sự là thế, là có nghĩa là nó mang tính chất là ví dụ lừa đảo đấy. Ví dụ mình đến lấy hàng, ví dụ đơn hàng này 5-700, xong mà gọi điện đến cho người nhận thì người nhận nghe máy nhá, xong đến nơi thì ôi thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, ai vui rồi rồi để cả kiếm rồi, thế là tự nhiên mất 5-700. Thế là trong cái thời gian 5-7 năm là tôi chạy ship ngoài phải ship công nghệ thì là tôi đã dính phải cái trường hợp này chưa. Thì là thực ra thì là tôi rất nhiều anh em bạn bè tôi bị dính rồi, nhưng mà thực ra là tôi chưa dính bao giờ cái tình trạng bùng hàng bom hàng đấy, tình trạng bùng hàng bom hàng. Thì là trước thực ra thì là trước tôi cũng biết là rất nhiều người bị dính thì mình cũng phải học hỏi từ cái trải nghiệm bài học của người ta, mình rút ra kinh nghiệm cho mình đó. Thì chính vì lý do đó mà tôi trước khi mà tôi nhận một cái đơn hàng nào đó thì có những cái đơn hàng mà nhà của người ta ấy, nhà người ta cái đấy rất là an toàn rồi, nhà người ta kể cả ship không được thì mang lại trả cho người gửi, xong lấy lại cái số tiền là mình ứng, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp là người ta đứng ngoài ngõ, ngoài đường, chả có thông tin gì. Thì thường thường thì tôi sẽ chụp ảnh lại thôi. Chụp ảnh lại. Xin phép người ta chụp ảnh lại. Chân dung, số điện thoại, các kiểu. Sau đó là mình gọi cho người nhận. Tất nhiên nó khó để tránh được cái rủi ro lắm. Thực ra làm bất cứ một gì nó có một cái rủi ro nhất định chị ạ. Rủi ro sẽ cho chúng ta một cái bài học và trải nghiệm nhất định về cái lĩnh vực đó. Cái này sẽ hết sức bình thường thôi. Nhưng mà trong thời gian là tôi ship thì tôi gần như là chưa bị phát nào, là cứ tôi chụp ảnh mặt đấy, xong là chụp lại số, rồi là lấy cái thông tin ví dụ Facebook hay Zalo, mất thời gian một chút. Còn người ta nếu mà người ta không vấn đề gì thì người ta thường thường người ta sẽ cho Facebook, Zalo, rồi ảnh người ta cho mình chụp ảnh, không vấn đề gì cả đấy. Sau đó mình gọi đến cho người nhận thôi, cái đấy mà ship thôi đấy. Thế còn có nhiều trường hợp mà cho chụp ảnh rồi, cho cả Facebook, Zalo, nó mới lừa mình là chuyện bình thường anh chị nhé, đấy là chuyện bình thường đen, nói là đấy là cái vấn đề rủi ro đó đấy. Đấy là cái trải nghiệm mà tôi đơn giản là trước khi mà tôi nhận một cái đơn nào mà cảm thấy ứng tiền mà mình cảm thấy nghi nghi là cái đơn này có vấn đề thì mình xin phép chụp ảnh trước, chụp mặt rồi là chụp số điện thoại, lấy Facebook, lấy Zalo đấy. Còn cái đơn hàng nào nhiều tiền quá, ví dụ 1-2-3 triệu trở lên, 2-3 triệu trở lên thì thôi không đi, thì khoảng mấy trăm thôi, 4-5-700 là cùng, coi như nếu mà mất 5-700 thì coi như là mất đấy, coi như là cái rủi ro trong cái gọi là nghề nghiệp đấy, trong cái ngày đấy coi như đen ngày đấy đấy, mất 5-700 hạn chế rủi ro đi, mất thì mất 5-700 thôi đấy, còn bị còn không thì thôi, nếu mà không vấn đề thì may quá, không vấn đề thì cứ thế mà đi làm thôi. Đó. Nhưng mà may mắn là từ cái thời điểm mà tôi chạy ship hàng đến thời điểm này là chưa bị tính phát nào, mà tôi vẫn thỉnh thoảng thì tôi vẫn đi ship một hai đơn là vấn đề đấy, khi mà ứng tiền. Chứ còn ứng tiền to quá là 2-3-4-5 triệu không ứng, mấy trăm thì ok đó, thì cái đấy mà đi làm thôi đấy. Đây là hai cái đơn mà tôi đã trải nghiệm, à, hai cái hãng công nghệ Grab và Ahamove đó.
anh chị thì có thể xem anh chị nào đây không mang tính chất dạy dỗ thì bảo anh ai cả anh chị nhá, đây mang tính chất là chia sẻ anh trải nghiệm thôi, giao lưu với anh em là chạy xe ôm công nghệ đó. Chúc anh em cùng ngày làm việc nhiều hiệu quả, nhiều tiền, nhiều niềm vui. Chào anh.